Cảm ơn quý vị đã tiếp tục đến với bản tin FBNC tối nay. Thưa quý vị, hãng xe Mitsubishi Nhật Bản sẽ ngừng bán 8 loại xe và đền bù lại cho những người đã mua những chiếc xe này sau khi đối mặt với một cáo buộc khác của Bộ Giao thông Nhật Bản về việc gian lận tiết kiệm nhiên liệu. Như vậy, Mitsubishi tiếp tục vướng vào vụ bê bối như vụ việc xảy ra vài tháng trước đây. Bộ Giao thông Nhật Bản đã đưa ra kết quả điều tra mức tiêu hao nhiên liệu trên các mẫu xe Mitsubishi. Trong buổi họp báo mới nhất, CEO của hãng, ông Osamu Matsuko cho biết công ty sẽ thu hồi xe bị ảnh hưởng từ thị trường để rà soát lại danh mục sản phẩm, đồng thời sẽ đền bù lại cho khách hàng đã bỏ tiền ra mua xe. Theo số liệu báo cáo, tâm điểm của cuộc khủng hoảng này liên quan đến các dòng xe Pajero, Outlander và AVI SUV gặp phải tình trạng mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn con số được hãng này thông báo. Trong quá trình điều tra, các nhà chức trách lại tìm thêm được 4 mẫu xe loại nhỏ khác của hãng cũng gặp tình trạng tương tự. Ngoài việc thu hồi lại xe, Mitsubishi cũng cho biết họ sẽ ngưng bán ra thị trường 8 loại xe của hãng nhằm khắc phục tình trạng đo lường sai này. Đây là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng không kém so với cuộc khủng hoảng của hãng xe Đức Volkswagen. Thưa quý vị, chỉ mới từ cuối tuần đến nay, số ca nhiễm virus Zika ở Singapore đã tăng gấp đôi từ 41 lên 82 ca. Hôm qua, quan chức Singapore đã đến thăm những phụ nữ có thai để chia sẻ thông tin về cách phòng chống loại virus nguy hiểm này. Cơ quan quản lý môi trường quốc gia Singapore NEA vừa xác nhận 26 ca nhiễm virus Zika do người sinh sống tại địa phương lây nhiễm cho nhau. Trong đó có 5 ca nhiễm virus ở ngoài khu vực tập trung ổ dịch. Trước đó, NEA đã xông khói và xịt thuốc ở khu vực sinh sống của các công nhân xây dựng nhằm ngăn chặn dịch lây lan. Một trong những thành viên của tổ chức Mass Fashion SMC cho biết cô đã bắt đầu đi thăm các phụ nữ có thai ngay khi có thông báo của Bộ Y tế về những ca nhiễm bệnh. Mục đích của các chuyến thăm là cung cấp thông tin cho những phụ nữ có thai nhằm giúp họ cảnh giác để tự phòng dịch. Singapore công bố ca nhiễm virus Zika đầu tiên hồi tháng 5 năm nay. Bệnh nhân là một người đàn ông trung niên vừa đi Brazil về. Tiếp đó vào hôm Chủ nhật vừa qua, Bộ Y tế nước này công bố trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên do người lây truyền cho nhau. Và từ đó đến nay, số lượng ca nhiễm bệnh tăng nhanh chóng mặt. Sau khi Singapore công bố những số liệu không ngừng tăng lên về số ca nhiễm virus Zika tại nước này trong những ngày vừa qua, chính phủ Indonesia mới đây đã yêu cầu siết chặt công tác kiểm tra, phòng ngừa đến mức tối đa sự xuất hiện và lây lan của virus Zika tại nước này. Tính đến ngày 31 tháng 8, Singapore đã ghi nhận 82 ca nhiễm virus Zika. Con số này đã tăng gấp đôi so với công bố một ngày trước đó. Lo ngại sự lây lan virus Zika từ quốc gia láng giềng, Bộ Y tế Indonesia đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra và phòng ngừa virus ngay tại các cửa ngõ biên giới như sân bay, cảng biển. Thiết bị kiểm tra của Bộ Y tế Indonesia sẽ phát đi báo động đỏ nếu có ghi nhận bất cứ thông tin gì của hành khách có liên quan đến virus Zika ngay từ giai đoạn mới bị lây bệnh, ủ bệnh hoặc phát bệnh. Chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra tại mọi khu vực của Indonesia, đặc biệt là những thành phố lớn, nơi có rất nhiều người từ nơi khác đến. Và hiển nhiên, đầu tiên là phải kiểm tra tất cả các cửa ngõ nhập cảnh của đất nước. Zika là loại virus gây tê đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh đã bùng phát lần đầu tiên tại quốc gia Nam Mỹ Brazil. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tại Đông Nam Á thì Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam là những quốc gia có nguy cơ nhiễm virus Zika cao do bị lây nhiễm từ người bệnh hoặc từ các chủng mũi có mang Zika sinh sống tại khu vực. Quang Vinh xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong cơn bão Lion Rock tại Nhật Bản sau khi cơn bão chuyển hướng khỏi thủ đô Tokyo và đi lên hướng Đông Bắc. Mới đây, truyền thông địa phương tỉnh Hokkaido, Nhật Bản đã đưa tin cho thấy nhiều cây cầu sụp đổ, sông tràn bờ, đội cứu hộ cứu nạn đang ráo riết cứu người và kiểm tra mức độ thiệt hại của các cơ sở hạ tầng. Hôm thứ Ba, cơ quan khí tượng Nhật Bản thông báo dự kiến bão Lion Rock sẽ đổ bộ vào khu vực Tohoku với sức gió giật mạnh đến 176 km/h và sẽ di chuyển lên hướng Bắc. Tại quận Iwate, truyền thông địa phương báo cáo có 11 người chết, trong đó có xác của 9 người lớn tuổi được phát hiện trong sình lầy. Lực lượng phòng vệ của Nhật đang tiến hành cứu người bị nạn. Hơn 100 chuyến bay của Nhật đã bị hủy và hàng ngàn người phải sơ tán khẩn cấp. Tiếp nối bản tin tối nay, xin mời quý vị tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành lập quỹ hỗ trợ phát triển du lịch trong tháng 9. Hình ảnh du lịch thành phố Hồ Chí Minh chỉ có thể hái được trái ngọt khi cộng đồng chung tay.